Lời lễ đầu tiên xin cho Hồng Thu gửi đến quý khán thính giả một lời chào trân trọng nhất. Sau đây ngày dỗ tổ, Hồng Thu có dự hơn đến đây phụ diện cùng đội văn nghệ sĩ Hồng Thu, một bài ca được mang tên Tìm Mẹ Nơi Đâu. Đó là một cái nỗi niềm của Hồng Thu trước khi Hồng Thu qua sân khấu này. Hồng Thu đã về là không còn gặp mẹ. Thì hôm nay là một bài hoa để gửi đến quý anh chị. Dù mình mất mẹ, dù mình còn mẹ, đó là một chủ yếu. Và sau đây cùng quý khán thính giả xin thưởng thức Tìm Mẹ Nơi Đâu.
Bây giờ